chỉnh màu của ánh sáng các bạn. Đây, ánh sáng vàng. Chỉnh ánh sáng vàng. Chỉnh ánh sáng trắng. Đó, màu của ánh sáng từ trắng sang vàng. Bên dưới này là cảm ứng. Lướt tay qua là tắt. Còn muốn chỉnh cường độ ánh sáng thì giữ tay lên đây. Đó, sẽ tối dần. Đó. Rồi giữ một lúc thì sáng dần. Đó. Lướt tay là tắt. Ok. Đây mình chỉnh các cài đặt các chức năng của ghế này. Trước tiên là muốn cài vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3 thì mình sẽ ấn nút set cho đèn sáng lên, rồi mình sẽ chọn tư thế ưa thích của một bác sĩ, chẳng hạn như vị trí số 1 dành cho bác sĩ số 1 đi. Vị trí ưa thích của nó, vị trí ưa thích là tầm này. Rồi, nút set vẫn bật. Rồi ta sẽ nhấn vào nút số 1. Đó. Đợi đến khi đèn tắt là đã nhớ vị trí. Rồi đến vị trí của bác sĩ số 2. Đây, chẳng hạn ví dụ như này đi. Hơi gập đầu lên một tí đấy. Thế này. Đây, vị trí của bác sĩ số 2. Đèn set vẫn sáng. Ta ấn vào vị trí số 2. Rồi. Đợi đến khi đèn tắt là nó sẽ đã nhớ vị trí, rất đơn giản. Còn đến vị trí số 3 đi, chẳng hạn vị trí số 3. Chẳng hạn như bác sĩ số 3, vị trí ưa thích của bác sĩ số 3. Và như này đi. Ok. Ta sẽ nhấn vào số 3. Đợi đến khi đèn tắt. Rồi, vị trí đã được nhớ. Bây giờ ta thử lại nha. Bây giờ trước tiên ta ấn reset này. Đó, ấn reset cho ghế về trạng thái nghỉ. Rồi. Đó, ghế vẫn đang chạy. Rồi đến khi có bệnh nhân lên ghế, chẳng hạn như với tư thế của bác ưa thích của bác sĩ 1, thì sau đây, cho bệnh nhân lên ghế thì ta sẽ gạt cái này lên. Đó. Đến khi bệnh nhân lên ghế xong ta gạt này xuống và ta bấm vào vị trí số 1. Chẳng hạn như bác sĩ số 1, vị trí ưa thích của bác sĩ số 1 là bấm vào vị trí 1. Đó. Ta sẽ được vị trí số 1 sẵn. Bây giờ bác sĩ chỉ cần điều chỉnh nâng lên, hạ xuống một xíu, chút xíu nữa thôi để cho phù hợp với lại khoảng cách làm việc của bác sĩ. Hoặc là ta sẽ dùng điều khiển ở chân nâng lên, hạ xuống một xíu nữa thôi. Chỉ cần thao tác rất nhanh. Đó. Rồi đến vị trí số 2 thì ta chỉ bấm vào số 2 thì sẽ ra một cái vị trí ưa thích được cài đặt sẵn. Vị trí số 3 cũng vậy, sẽ ra một vị trí ưa thích được cài đặt sẵn. Đó. Như vậy thôi. Rất đơn giản. Còn cái này là khóa mâm. Khi mà đã có khóa mâm bằng hơi, khi mà đã có hơi vào đây thì mình sẽ ấn vào đây để nâng mâm lên, hạ mâm xuống. Lưu ý cái khóa mâm này có thể chịu được tải trọng là 2,5 kg. Còn đây, đen bên này là đồng hồ chỉnh áp suất cân hơi của tay khoan.
Đấy, tay khoan chạy trong cái khoảng xanh này là cái khoảng màu xanh là cái khoảng tốt nhất cho tay khoan. Khi mà các bác mài vội các bác cũng có thể chỉnh lên màu vàng. Tùy ý để chỉnh tay khoan, để chỉnh áp suất khí cho tay khoan thì ta sẽ có 3 nút này. Và nút ở dưới mâm tương ứng với tay 1, tay 2, tay 3. Đó, ta xoáy ngược chiều kim đồng hồ là tăng áp suất, cùng chiều kim đồng hồ là giảm áp suất. Đó. Thì vậy là xoáy này là xoáy vào là giảm áp suất này, xoáy ra là tăng áp suất này. Đó. Vị trí tay 1, tay 2, tay 3. Còn đây là 3 vị trí nước cho 3 tay, tay 1, tay 2, tay 3. Tay 1, tay 2, tay 3 thì ở trên này, trên gác tay khoan nó đã ký hiệu tay 1, tay 2, tay 3. Đó. Cái này là tay này là option. Vị trí chờ cho máy lê cao. Khi mà mình muốn lắp máy lê cao gắn ghế thì mình sẽ lắp vào cái vị trí chờ sẵn này. Còn nút này là nút chỉnh nước cho máy lấy cao khi mà mình lắp tích hợp trên ghế răng. Con sun tem này thì bên trong nó đã có đầy đủ các phụ kiện chờ sẵn để mình có thể lắp tích hợp máy lấy cao trên mâm. Còn cái nút ngoài cùng này chính là nút chỉnh phun xương cho tay khoan. Như này là đóng phun xương, như này mở phun xương này. Đối với những cái tay khoan mà phun xương 4 tia nước, phun 4 tia nước trụm ở đầu mũi khoan thì ta giảm phun xương đi. Thì tay khoan nó sẽ không bị mất nước. Nhưng mà nếu mà mình mở phun xương to ra thì tay khoan sẽ bị mất nước. Đó. Lý do là tại vì khi mà lượng xương nó lớn, lượng khí nó lớn thì nó sẽ ép nước quay ngược lại trong ghế, nó không phun ra tay khoan nữa. Cho nên ta cần phải giảm cái lượng khí phun xương đây đi. Đó. Còn cái này là cốc lọc đựng hơi thải. Cái này hơi đựng hơi thừa của tay khoan về. Khi mà mình tra dầu tay khoan sau mình chạy thì dầu tay khoan nó sẽ chạy một vòng qua tuabin và hồi ngược lại về. Cốc này sẽ đựng hơi thải của tay khoan. Mục đích nữa là giảm âm ở đầu cuối của dây tay khoan. À, trên này là đèn đọc phim. Tắt mở đèn đọc phim thôi. Còn bên này là chai nước. Đó. Chai nước này thì các bạn để ý bên dưới này là chỉ vòi nước, tức là mình gắn vào cái đường nước ở trong nhà ấy, đường nước sinh hoạt ấy. Bên trên chỉ cái chai là gạt lên là sẽ dùng nước trong chai. Nếu mà các bạn muốn dùng nước trong chai thì các bạn gạt nút E-on để nó nén khí vào trong chai và sẽ ép nước ở trong chai ngược lại ra tay khoan. Đó. Nhưng mà thông thường thì chúng ta nước chai ít dùng, chúng ta sẽ gạt về nước vòi, tức là nước sinh hoạt. Khi mà thợ lắp máy là người ta đã kết nối với cái nước sinh hoạt của gia đình rồi. Đồng thời ta tắt nước chai đi. Đấy, lưu ý trong quá trình rất nhiều bác sĩ gặp phải là khi mà làm vệ sinh ghế chẳng may chạm phải cái nút này gạt lên, xong đến khi có bệnh nhân leo lên ghế thì tay khoan không ra nước nữa, đâm ra cuống. Đến lúc cuống không biết tìm đâu, gọi loạn lên. Đấy. Thường khi mà trường hợp mà tay khoan không ra nước thì các bác sĩ hãy bình tĩnh kiểm tra cái tay xì trên mâm xem là có nước hay không.
Đấy, cái tay xịt trên mâm. Khi mà tay xịt trên mâm không có nước thì ta sẽ kiểm tra sang cái nút này. Khi mà kiểm tra sang cái nút này thì thấy cái nút này đang chuyển ở vị trí chai, ta chỉ cần gạt xuống vị trí nước sinh hoạt bình thường là ok. Đó, rất hay, bác sĩ rất hay gặp phải cái trường hợp này. Đó, các bác lưu ý. Còn một trường hợp nữa của con Sutem này là cái vị trí đây. Đây, vị trí à, một trường hợp nó thường xảy ra đối với cái này khi mà lau chùi hoặc ai đó vô tình ấn nó vào thì coi như ghế nó sẽ không hoạt động được nữa. Đó, coi như ghế đã mất điện toàn phần, mặc dù các bác đóng mở cái khóa kia cũng không ăn thua. Đấy. Đây chính là cái nút dừng khẩn cấp. Cái vị trí này tương ứng cái vị trí đầu gối của bác sĩ khi ngồi làm việc, khi mà gãy gặp trục trặc gì, gối của bác sĩ nhanh chóng ấn vào đây. Đấy. Gặp trường hợp này thì chỉ cần xoay theo chiều mũi tên là sẽ ok thôi. Đấy, đầu gối mà tì mạnh vào đây là sẽ dừng vị trí làm việc của ghế, rồi các bác lại xoay theo chiều mũi tên. Đó. Còn vệ sinh lọc hút thì đơn giản thôi. Đây nó có cái khóa, các bác lưu ý xoay ngược lại để mở này. À, lưu ý cái chỗ này nhé, các bác lưu ý chỗ này nhé. À, mở, đóng vào này. Mở ra này. Đó. Rồi bắt đầu mới rút nhẹ xuống. Đó. Trong này có lọc hút. Các bác lưu ý cái lọc hút này như này là đang là lắp sai này. Cái lọc hút đây, cái này ten, nó có cái này, tức là để cầm. Mình sẽ quay ngược lại nó như này. Đây. Sẽ quay ngược lại như này. Mục đích của nhà sản xuất khi mà lắp lọc hút ấy là để mình dùng kìm hay là dùng panh mình kẹp vào đây, mình nhấc cái lọc ra ngoài vệ sinh thôi, chứ không có cái tác dụng gì cao sang đâu. Nhiều khi các bác nghĩ nó có cái đấy là có công dụng gì cao sang nhưng không phải. Cho nên là các bác cứ nghĩ là nó thần thánh lắm, thế là lắp ngược nó xuống, nhưng không đúng. Mục đích của nhà sản xuất rất là đơn giản, chỉ là quay cái này lên. Đấy. Để mà khi mà lọc đầy ta có thể dùng panh hay dùng kéo gấp, ta gấp cái này nhấc lên mang đi vệ sinh vậy thôi. Sau đó các bác lại lắp lại. Đấy, lắp nhẹ lên. Trường hợp mà lâu ngày lắp cái cao su nó hơi nặng, các bác chỉ cần quệt một ít dầu rửa bát ở đây cho nó trơn, vào cái răng cao su này cho nó trơn, tránh trường hợp rách răng, các bác lắp rất dễ dàng. Còn Sutem mới như này thì cái răng cao su này nó đã được bôi một lớp mỡ dành riêng cho cao su. Đó. Cái lớp mỡ này nó sẽ không làm cao su nó giãn nở. Rồi sau đó các bác đẩy lắp, các bác xoay sang cái vị trí này. Đây. Vị trí gần đây thì mới được nhá. Đấy. Xoay vào. Cái này coi như là cái khóa gài của nó. Đấy, mở khóa. Mở khóa. Bên này cũng thế. Còn bên này chính là cái khóa điện, khóa gạt về off ta sẽ tắt cả hơi cả điện cả nước, gạt về on ta sẽ mở tất cả. Đó, còn đây là cầu chì, bốn cái cầu chì của ghế vậy thôi. Còn lại ghế răng rất đơn giản và dễ sử dụng.
rất đơn giản và dễ sử dụng. Hôm nay lắp xong rễ thì mình đợi bác sĩ đến nghiệm thu ghế và máy hút trung tâm. Trong cái thời gian đợi, mình tranh thủ quay video để hướng dẫn sơ qua cái ghế răng Suntem D303. Trong video này có chi tiết nào cần bổ sung thêm thông tin hoặc là chưa phù hợp thì các bác vui lòng đóng góp ý kiến dưới phần comment. Vậy thôi, mình xin kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nha.